Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn cho bản tin cập nhật thị trường ngày 20 tháng 5. Thị trường hiện tại thì có những cái tương đối là lộn xộn trên cái phương diện tâm lý thị trường. Điều này được thể hiện rất là rõ trên cái việc đó là các cái thị trường tiền tệ, hàng hóa cũng như là thị trường tiền số đang có những cái sự phân kỳ với lại cái thị trường chứng khoán. Lý do là ngày hôm qua thì chúng ta thấy rằng là hầu hết các cái chỉ số chính của chứng khoán Mỹ vẫn đang trong một cái đà giảm giá. Chúng ta nhận thấy là Dow Jones, Nasdaq hay là chỉ số S&P 500 thì vẫn là có những cái sự đóng cửa trong cái điều chỉnh giảm. Chúng ta nhận thấy rằng mặc dù là mức giảm không có lớn, chưa đến 1%, nhưng tuy nhiên trên cái thị trường tiền tệ thì hầu hết các cái đồng tiền chính lại có cái sự bật tăng rất là mạnh mẽ. Mọi người nhận thấy rằng là EUR/USD sau khi có cái sự điều chỉnh giảm thì lại tiếp tục quay trở lại cái xu hướng tăng trưởng rất là mạnh mẽ, hay GBP hay là AUD hay là những cái đồng tiền khác như là NZD/USD thì đều có những cái sự tăng trưởng đi lên rất là mạnh mẽ. Và điều này thì thực tế là trên cái cấu trúc biểu đồ H4 hiện tại thì giống như là đã vẽ ra một cái cấu trúc giá tăng, đúng không ạ? Mọi người nhìn thấy hiện tại nếu như mà cái cấu trúc giá này đúng, đây là cái điểm pick low, tức là cái tạo ra cái điểm thấp nhất trong một cái xu hướng giảm giá, thì chỗ này giống như là một cái lower, một cái high ở low, tức là một cái đáy mới cao hơn, và đây là một cái vùng đỉnh đầu tiên được xác lập. Và ngày hôm qua thì giá đã chính thức phá vỡ được cái vùng đỉnh này. Nếu cái cấu trúc giá này là đúng, nếu như phân tích cái kỹ thuật là đúng thì có vẻ như EUR/USD hay là những cái đồng tiền G7 khác đã quay trở lại cái xu hướng tăng trưởng của mình. Và điều này thì đi ngược lại với cái xu hướng trên các cái chỉ số chứng khoán. Và chúng ta biết rằng trong một thời gian rất là dài vừa qua thì cứ mỗi khi cái chỉ số chứng khoán này giảm thì các cái đồng tiền G7 cũng có sự điều chỉnh giảm theo. Nhưng hiện tại thì đã có những cái sự phân kỳ, và cái phiên trading hôm qua ngày chính là một cái ngày đánh dấu cái sự phân kỳ đó dường như đã kết thúc. Nếu như cái sự phân kỳ này tiếp tục kéo dài còn lâu thì nhất có thể sẽ một trong hai cái thị trường sẽ phải quay theo cái thị trường còn lại. Cái thị trường tiền tệ sẽ chuyển mình giảm theo cái thị trường chứng khoán, hay cái thị trường chứng khoán sẽ trước lại cái đà giảm của mình để điều chỉnh theo cái thị trường tiền tệ. Thì nhiều khả năng cho tôi cái kịch bản phải tiên đoán thì tôi đoán cái kịch bản thứ hai, đó là có lẽ cái thị trường chứng khoán sẽ có những cái ngày tạm trước lại cái đà giảm giá của mình và quay trở lại cái xu hướng tăng trưởng theo cái đà tăng của cái thị trường chứng khoán nha, theo cái đà tăng của các cái đồng tiền G7 nha. Lý do là chúng ta nhìn trên cái phương diện kỹ thuật mà xem thì chỉ số S&P 500 hiện tại nó giống như là đã forming một cái mẫu hình gọi là hai đáy, với hai cái cây pin bar tại cái vùng đáy khá là rõ ràng, nhận thấy đúng không ạ? Nếu như hai cái cây pin bar này là đúng thì rất có thể S&P 500 sẽ phải quay trở lại cái xu hướng có thể sẽ chững lại cái đà giảm giá, đà bán tháo của mình để đi lên theo cái đà tăng trưởng của các cái cặp tiền trong những cái ngày tới đây nha. Và chúng ta cũng nhận thấy là trên cái biểu đồ H4 thì các cái cặp tiền rất có thể là sẽ còn có những cái ngày tiếp theo tăng giá. Nhưng tuy nhiên thì hôm nay cũng là cuối tuần, chúng ta nên chờ đợi. Nếu như chúng ta chưa chắc chắn, chưa dám chắc vào cái xu hướng hiện tại thì có thể nên chờ đợi thêm 1-2 phiên giao dịch nữa để cho hai thị trường này trở nên có cái sự giao dịch đồng pha, đồng thuận với nhau hơn. Lúc đó thì chúng ta từ từ vào lệnh cũng chưa có muộn. Còn ngày hôm nay nếu như mà chúng phải quyết định giao dịch thì chúng ta cũng vẫn nên lựa chọn cái giao dịch đó là nương theo cái xu hướng của các cặp tiền G7 phục hồi, và cái thị trường chứng khoán có thể sẽ chững lại cái đà giảm của mình nha. Tại vì chúng ta biết rằng là thị trường chứng khoán là một trong những cái thị trường đàn em, và thường thì các cái xu hướng trên thị trường tiền tệ, thị trường trái phiếu, thị trường hàng hóa thì thường sẽ chi phối đến hướng đi của thị trường chứng khoán nhiều hơn là cái thị trường chứng khoán có thể chi phối đến hướng đi của ba cái thị trường lớn này nha. Về chiến lược chi tiết thì chúng ta ưu tiên cái cơ hội mua vào đối với cặp tiền EUR/USD. Nếu như giá có thể pullback trở về lại cái đường trendline mới hình thành trên cái biểu đồ H4 ở đây thì chúng ta sẽ tham gia vào cái vị thế mua lên, nếu như forming các cái mẫu hình nến mua lên ở đây, tại đây nha. Ở đây thì chúng ta cũng nhận thấy rằng là có vẻ như là một cái trendline cục bộ đã bị dường như đã bị phá vỡ, đúng không ạ? Cái biểu đồ H4 của EUR/USD nếu như kéo cái đường trendline kể từ cái quãng khoảng cuối tháng 3 cho đến hiện tại thì dường như là cái cây nến đèn qua đã breakout được rồi, và rất có thể sẽ có retest. Cái quá trình retest xảy ra thì chúng ta sẽ tham gia vào cái vị thế mua lên nha. Đồng bảng Anh cũng tương tự một cái kịch bản như vậy. Mặc dù là bảng Anh thì chưa thật sự có breakout được cái vùng đỉnh cao giống như là cái cặp tiền EUR/USD, nhưng tuy nhiên thì chúng ta cũng nhận thấy là cái cấu trúc giá tăng dường như đã đang nhen nhóm hình thành rồi, với cái vùng đáy, vùng đỉnh và một vùng đáy mới cao hơn vùng đáy cũ. Chỉ cần một cái nến breakout nữa thôi là đã xác lập được cái xu hướng tăng trưởng rồi. Chúng ta nên chờ đợi có một cái cú breakout xảy ra và sau đó retest thì mới tham gia vào cái vị thế mua lên để cho chắc chắn hơn nha. USD/JPY thì vẫn chạy theo khá sát cái kịch bản mà chúng ta mong chờ. Chúng ta nhận thấy là vẫn tiếp tục trên cái đà giảm giá và hiện tại thì đã chính thức đã xác lập được một cái cấu trúc giá giảm với các cái đỉnh cái đáy ngày càng thấp dần, đúng không ạ? Mọi người có thể nhận thấy rằng là đây là vùng, nếu như đây là vùng đỉnh cao nhất, đây là vùng đỉnh cao nhất, đây là vùng đáy, thì đây là vùng đỉnh mới thấp hơn và một vùng đáy mới đã được xác lập. Với cái cấu trúc giá như thế này thì mọi người có thể chờ đợi cho cái cặp tiền USD/JPY có một cái quá trình pullback lên lại cái vùng 128.4 rồi sau đó sẽ tham gia vào cái vị thế bán xuống đối với USD/JPY nha. Ba đồng tiền hàng hóa tiếp tục có thể đối với AU và đối với NU có thể sẽ tiếp tục ưu tiên cái vị thế mua lên. Mọi người nhận thấy rằng là NZD/USD và AUD/USD thì cái cấu trúc giá giống hệt đối với lại cái biểu đồ của EU, đúng không ạ? Thành ra cái chiến lược giao dịch thì chúng ta cũng chờ đợi như vậy, chờ đợi cho những cái retest về cái đường trendline mà nó mới hình thành ở đây á, thì chúng ta sẽ tiếp tục tham gia vào cái vị thế mua lên nha. Tham gia vào vị thế mua lên. Tất nhiên là khi nó pullback về trendline á, thì cần có một cái tín hiệu mua lên. Thí dụ như đến pin 3 hoặc là bullish engulfing thì chúng ta mới tham gia mở vị thế. Còn nếu không á, thì cứ đơn giản là sẽ tiếp tục quan sát mà thôi. USD/CAD thì cũng tương tự như vậy. Mọi người nhận thấy rằng là hiện tại thì giá lại tiếp tục là một cái ngày điều chỉnh giảm xuống. Và trên cái biểu đồ daily ấy, thì có một cái cấu trúc giá, một cái cây nến báo hiệu cái khả năng tiếp tục giảm giá bằng một cái bộ đôi nến bearish engulfing, đúng không ạ? Cấu trúc giá này có thể dự đoán cái cặp tiền USD/CAD sẽ giảm về cái vùng khoảng 1.2750 trước khi mà có những cái cập nhật xa hơn nha. USD/CAD thì vẫn tiếp tục chạy khá sát theo cái kịch bản mà chúng ta dự đoán, đó là tiếp tục giảm mạnh, đúng không ạ? Tiếp tục giảm mạnh. Nhưng tuy nhiên mọi người nhìn thấy rằng là trên cái biểu đồ của daily ấy, biểu đồ ngày á, thì có vẻ như là nó đã tiến đến một cái vùng gọi là supplant, một cái vùng cầu, đúng không ạ? Một cái vùng cầu. Nhưng tuy nhiên với một cái xu hướng điều chỉnh giảm khá là mạnh của cái đồng đô la Mỹ hiện tại thì rất có thể là cái vùng này sẽ không giữ được và nhiều khả năng cặp tiền này sẽ còn tiếp tục giảm sâu nữa nha. Tất nhiên là hiện tại thì chúng ta nên chờ đợi có những cái quá trình pullback trước khi mà tham gia vào cái vị thế có thể sẽ tiếp tục bán xuống. Cái vùng giá mà mình mong muốn có thể tìm được cái cơ hội bán xuống đó là những cái vùng Fibonacci 38.2 hoặc là Fibonacci 50 hoặc 60 nha. Tức là nếu như EUR/USD/CAD có thể phục hồi lên đến cái vùng này á, thì chúng ta sẽ tham gia vào cái vị thế bán xuống tại cái những cái mốc Fibonacci quan trọng này nha. Và cũng là một cái vùng kháng cự khá là quan trọng tại cái vùng khoảng đâu đó 0.99, đúng không ạ? Trên cái thị trường vàng thì sao? Mọi người nhận thấy rằng là vàng cũng có một cái cú đảo chiều khá là ngoại mục. Hiện tại thì cái trendline giảm giá đã bị chính thức breakout, đúng không ạ? Chính thức breakout và break rất là đẹp, rất là đẹp. Với hai nữa là về cái cấu trúc giá hiện tại thì đây giống như là một cái cấu trúc giá tăng với vùng pick low, vùng đáy, vùng đỉnh, vùng đáy mới cao hơn và một vùng đỉnh mới đang hình thành, đã phá vỡ được cái vùng đỉnh cũ cũng như phá vỡ được đường trendline luôn. Về cái phương diện kỹ thuật thì không thể nói thị trường vàng hiện tại là còn bearish nữa, đúng không? Còn bearish nữa, đúng không ạ? Và nếu như cái tâm lý của thị trường thật sự thay đổi theo cái điều mới hình thành trong cái phiên trading ngày hôm qua, tức là xu hướng của các cặp tiền G7 có thể quay trở lại đà tăng và đồng đô la Mỹ điều chỉnh giảm, thì rất có thể là vàng sẽ kết thúc cái quá trình điều chỉnh giảm của mình trong suốt cái thời gian qua nha. Và chúng ta cùng chờ đợi một cái tín hiệu mua lên tại cái vùng loanh quanh khoảng đâu đó 1830 trước khi mà tham gia mở vào cái vị thế mua lên. Nếu như giá rớt về vùng này mà forming những cái nến pin 3 tại đây á, thì chúng ta mới tham gia mở cái vị thế mua lên. Còn nếu như điều đó mà không có xảy ra thì đơn giản là chúng ta vẫn tiếp tục đứng ngoài và quan sát thị trường thôi nha. Đối với các cái chỉ số chứng khoán thì mình cho rằng có lẽ là chứng khoán sẽ kết thúc những cái ngày điều chỉnh giảm sâu và có những cái ngày phục hồi một chút. Phục hồi một chút không nghĩa đảo chiều nha. Nhưng mà trong bối cảnh các cái đồng tiền G7 có thể phục hồi đi lên á, thì rất có thể các cái chỉ số này cũng chững lại cái đà giảm giá của mình và có những cái ngày phục hồi theo các cái sự phục hồi của các cái đồng tiền G7 cũng như là thị trường hàng hóa. Tất nhiên mình không có kỳ vọng quá xa đối với chỉ số S&P 500 lúc này, nhưng nhiều khả năng có thể sẽ quay trở lại được cái vùng 4100 trước khi mà có thể cập nhật những cái động thái giá xa hơn nha. Trên thị trường tiền số cũng phản ánh những cái giao dịch khá là tích cực. Mọi người nhận thấy rằng là hiện tại á, thì Bitcoin vẫn tiếp tục là giao dịch tranh chấp rất là cứng tại cái vùng 30.000 và đang forming những cái mẫu nến báo hiệu cái khả năng sẽ tiếp tục giá tăng. Thì về cơ bản mình rất kỳ vọng là Bitcoin sẽ giữ vững được cái vùng 30.000 tại cái điểm này. Nếu như tuần này là một cái tuần mà đóng cửa trong cái sắc xanh và để lại cái phần dầu nến tương đối rõ nét một chút á, thì có thể đây sẽ là một cái vùng đáy mới được forming trong cái thời gian này nha. Và nhiều khả năng thị trường tiền số sẽ phục hồi theo cái xu hướng phục hồi chung của tâm lý thị trường, đó là đà phục hồi của các đồng tiền G7 cũng như là cái thị trường chứng khoán trước lại cái đà bán tháo của mình. Tất nhiên đối với thị trường tiền số hiện tại thì vẫn còn khá là nhiều rủi ro và cũng chưa có nhiều các cái tín hiệu của phân tích kỹ thuật hiện tại, cho nên là chúng ta vẫn cần chờ đợi thêm những cái động thái giá mới nha. Thì trên đây là bản tin cập nhật thị trường ngày 20 tháng 5. Xin chúc quý vị và anh chị có một ngày giao dịch hiệu quả nha.